Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy các môn đệ và Chúa Giêsu còn đang ở Galilea, thì Chúa Giêsu bảo các ông rằng Con Người sắp bị nộp vào tay người đời. Họ sẽ giết người, nhưng ngày thứ ba người sẽ sống lại. Các môn đệ rất đỗi buồn phiền. Khi các ngài đến Capernaum thì những người thu thuế đền thờ đến gặp Phêrô và hỏi rằng: Thầy, các ông không nộp thuế đền thờ sao? Ông nói: Có chớ. Khi ông về đến nhà, Chúa Giêsu hỏi đón trước rằng: Simon, con nghĩ sao? Vua chúa trần gian thu thuế hạng người nào? Đòi con cái mình hay người ngoài? Ông thưa rằng: Đòi người ngoài. Chúa Giêsu bảo ông rằng: Vậy thì con cái được miễn, nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm, con hãy ra biển thả câu. Con cá nào câu lên trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra sẽ thấy một đồng tiền. Con hãy lấy tiền đó mà nộp cho họ, trả phần thầy và phần con. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Massimiliano Colbe, một vị thánh tử đạo ngay trong thế kỷ của chúng ta. Ngài sinh ở Ba Lan vào năm 1894. Ngài thụ phong linh mục trong dòng anh em hèn mọn, tức là dòng Francisco khó khăn. Và rồi là một tông đồ nhiệt thành sùng kính Đức Mẹ Maria khi quân đội Đức của Hitler tấn công Ba Lan, quê hương của ngài. Mở đầu cho cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, cha bị bắt giam trong trại tập trung Auschwitz, nơi mà đã tiêu diệt 6 triệu người Do Thái. Sự kiện tử đạo của cha đã xảy ra vào ngày 30 tháng 7 năm 1941 trong nhà giam số 14. Có một tù nhân vượt ngục. Các tử tù biết cứ một người đào thoát là 10 người phải chết thay. Viên quan cai ngục dừng lại trước hàng ngũ các tù nhân buổi sáng hôm đấy và tuyên bố: Tên này, tên này, tên này. Hắn chỉ ra 10 người. 10 người sẽ bị tử hình. Lúc đó trong số đấy có một người kêu lên: Ôi vợ tôi, ôi các con của tôi. Thế rồi một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Cha Massimiliano Colbe bước ra khỏi hàng. Tên sĩ quan kinh ngạc lùi lại một chút rồi quát to: Đứng lại. Cha bình tĩnh đứng lại. Thế rồi một cuộc đối thoại chưa từng nghe đã diễn ra, một cuộc đối thoại điên khùng mà những người sống sót đã kể lại thật chính xác. Xin ông cho phép tôi được chết thay người bị lên án này. Cha chỉ vào người vừa mới la khóc. Viên sĩ quan kinh ngạc nhìn cha: Mày là ai? Tôi là một linh mục công giáo. Viên sĩ quan trong trại suy nghĩ, rồi đưa tay ra hiệu đồng ý, vẫy cha bước lên với đám tử tội. Các tù nhân bị lột hết quần áo rồi nhốt vào một căn hầm. Kể từ đó, người ta không có gì để ăn và điều kinh khủng, không có gì để uống. Chết, chết đói, chết khát. 30 năm sau, vào ngày 17 tháng 10 năm 1971, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã long trọng phong cha lên hàng chân phước. Tại buổi lễ này, người ta thấy có sự hiện diện của cụ Jason Winsett, người mà trước kia chính cha đã chết thay cho. Ông cụ bước lên để dâng lễ vật.
11 năm sau nữa, năm 1982, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã phong cha lên bậc hiển thánh. Anh chị em thân mến, ở tại Việt Nam của chúng ta thôi, người ta đã đăng một tin trích từ BBC trong những ngày bị Covid. Một linh mục khác người nước Ý tên là Giuseppe Berardelli. Vị linh mục này 72 tuổi đã sống tại một thị trấn là thị trấn Carnigno ở miền Bắc nước Ý. Ngài bị nhiễm Covid và rồi giáo dân mua cho ngài một cái máy thở để điều trị. Ngài không sử dụng, ngài nhường lại cho người thanh niên trẻ hơn và ngài đã qua đời. Gương của Chúa Giêsu không phải chỉ một mình cha Maximiliano Conde bước theo, mà nhiều người nữa trong thế hệ của chúng ta đang bước theo. Chúng ta nhớ trong mùa đại dịch, chúng ta có thể kể đến những cá nhân, những thiện nguyện viên, những giáo xứ, những dòng tu trong tình bác ái Kitô giáo lá lành đùm lá rách, dấn thân giúp đỡ những vùng dịch bệnh. Các ngài không sợ bị lây nhiễm, đúng hơn các ngài không nề quản cuộc đời và sức khỏe của mình để nghĩ đến người khác. Giáo hội vẫn tiếp tục có những người dấn thân như vậy trong nhiều lĩnh vực về tinh thần cũng như về thể xác. Hôm nay noi gương cha thánh Maximiliano Conde, và chúng ta nhớ đến một lời ca mà cha Kim Long đã viết, đây bài ca ngàn trùng dâng về Thiên Chúa, bài ca thắm nhuộm máu hồng. Từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh vì tình yêu. Đúng như vậy, cả đến chúng ta đều nhận ra không có tình yêu nào trọng đại cho bằng chết vì yêu. Nhìn Chúa đẫm máu trên đồi cao, từng đoàn người anh dũng tiến lên pháp trường. Giáo hội lập đi lập lại với những con người như chúng ta, với những con người linh mục tu sĩ, với những người giáo dân anh hùng đang tiến lên theo sát chân Chúa Giêsu để hy sinh phục vụ cho người khác. Amen. Anh chị em thân mến, lời Chúa chúng ta vừa nghe cho chúng ta hiểu phần nào những gì Thiên Chúa đã làm cho con người vì lòng yêu thương. Và con người có bốn phần phải đáp trả lại cho cân xứng tình thương của Thiên Chúa. Trong bài đọc thứ nhất trích sách Xuất Hành, ông Môi-sen chuẩn bị tâm hồn cho dân chúng trước khi vào đất hứa để sống cuộc đời hạnh phúc. Họ chỉ được thờ kính một Thiên Chúa là Chúa độc nhất. Họ phải tuân theo các điều Ngài dạy và phải bước đi trong đường lối của Ngài. Và tất cả những điều này được tóm gọn trong 10 điều răn mà Thiên Chúa đã ban tặng cho họ qua ông Môi-sen trên núi Sinai. Còn trong bài phúc âm, điều lạ lùng là con người đến đòi thuế, đứng đạp ban tặng cho họ mọi thứ trên đời này và sắp sửa chịu chết trên thập giá để cứu chuộc tội họ. Câu chuyện trong Tin Mừng hôm nay thuật lại rằng Chúa Giêsu và các môn đệ trở lại Capernaum, và ở đó những người thu thuế đến yêu cầu Phêrô nộp thuế. Dĩ nhiên là Phêrô sẵn sàng nộp thuế. Và khi về tới nhà thì Chúa Giêsu hỏi đón ông Simon con nghĩ sao, vua chúa trần gian lấy thuế của ai, của con cái mình hay người ngoài? Và Phêrô đã đáp, thưa người ngoài. Và Chúa Giêsu liền bảo, thế thì con cái trong nhà được miễn. Đây cũng là một mặc khải, bởi vì qua câu nói
thế thì con cái được miễn. Chúa Giêsu muốn nói rằng xét về bản tính Thiên Chúa, Ngài không phải nộp thuế. Nhưng xét về bản tính loài người, Ngài cũng tuân giữ việc nộp thuế cho đền thờ như bất cứ ai. Tuy nhiên, Ngài nộp thuế bằng một phép lạ. Chúa Giêsu bảo Phêrô đi câu cá, bắt được con cá nào trước hết thì mở miệng nó ra có một đồng bạc đủ để nộp thuế cho Chúa Giêsu và cho Phêrô. Thưa anh chị em, sứ điệp lời Chúa hôm nay dạy cho con người chúng ta biết rằng chúng ta luôn mắc nợ với Chúa trong tất cả mọi sự. Và nếu con người biết điều đó để rồi đền đáp công ơn Thiên Chúa một cách xứng đáng, thì họ sẽ được Thiên Chúa tiếp tục yêu thương, ban ơn và bảo trợ. Ngoài ra, nếu ngày xưa dân Do Thái có bổn phận phải nộp thuế cho đền thờ để lo việc phụng tự nhà Chúa, thì ngày hôm nay trong giáo hội cũng có những cách đóng góp hay là dân cúng, đó cũng là một việc thờ phượng và là một sự chia sẻ cho những anh chị em nghèo khó. Chúng ta hãy nhận ra nét đặc biệt trong cách cư xử của Chúa Giêsu. Khi Chúa hòa nhập vào cái đời sống cụ thể của những người đồng thời với Chúa, Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhập thể làm người, đòi buộc Chúa phải chia sẻ trọn vẹn kiếp sống của con người. Ước gì chúng ta biết noi gương Chúa, chấp nhận như hạt lúa mì rơi xuống đất và chết đi, để chúng ta xin được nhiều hoa trái tốt đẹp. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chấp nhận nộp thuế và cái chết với tinh thần tự nguyện để ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin Chúa thêm nghị lực để chúng con đón nhận những trái ý, những nghịch cảnh ở trong cuộc sống này với tình yêu thương, với sự phó thác, hầu chúng con mỗi người luôn trở nên giống Chúa và thi hành những điều Chúa muốn. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế tức người dạy chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đăng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu, con tin có Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể cực thánh,
như Ngài đã hư thật trong lòng con. Xin đừng để con rời xa Chúa. Amen. Ơ linh hồn Chúa Kitô, xin làm cho con nên thân ở xác thánh Chúa Kitô. Xin cứu lấy con cho rồi ở mau thân Chúa Kitô. Xin cho lòng con say nên ở nước đường lòng Chúa Kitô. Xin rửa con cho thanh trần ở sự thương khó Chúa Kitô. Xin cho lòng con bền vững lạy Đức Chúa Giêsu nhân từ. Xin nhận lấy lời con cầu nguyện. Xin Chúa ân con nơi thương tín Chúa. Xin Chúa chớ để con lìa khỏi Chúa. Xin Chúa chữa con khỏi kẻ dữ thù. Xin Chúa gọi con trong kỳ lâm tử. Xin Chúa dạy con chạy đến cùng Chúa, hiệp cùng các thánh mà ngợi khen Chúa, muôn muôn đời đời kiếp kiếp chẳng cùng. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã dùng bí tích thánh thể để thêm sức mạnh cho chúng con. Xin đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa yêu mến xưa đã thiêu đốt lòng thánh Maximiliano Conte. Khi thánh nhân tham dự bí tích này, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Nghi lễ đã xong, chúc anh chị em một ngày bình an. Trông cậy chắc thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiển vinh sáng lang. Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Lạy chắc thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thanh cực tịnh chắc thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là ban thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các đảng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lang vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Maximiliano Maria Kolbe, một người đã hy sinh tính mạng vì bạn tù. Trong ngày lễ kính ngài hôm nay, chúng ta dừng lại suy niệm lời của Chúa trong tin mừng Matthew mà chúng ta vừa lắng nghe. Đức Giêsu đã nói với các môn đệ: Con người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Con Thiên Chúa khi vào trần gian đã mang lấy tất cả những hệ lụy của thân phận con người. Hệ lụy thương đau nhất đó là con người phải chết. Đức Kitô chọn lấy cái chết một cách tự do để thông phần với con người, để chia sẻ trọn vẹn phận người của chúng ta. Cái chết của Đức Giêsu thương đau, khốn khổ, bị người ta giết chết. Nhưng đó lại là một cái chết vinh quang, bởi vì cái chết đó diễn tả lòng trung tín Đức Giêsu dành cho Chúa Cha. Cái chết đó diễn tả tình yêu vô biên Đức Giêsu dành cho nhân loại. Ngài đã chết không phải chỉ cho bạn hữu của mình, mà cái chết đó còn dành cho mọi người, mọi nơi, kể cả những kẻ thù nghịch. Những người bắt nộp Đức Giêsu cũng được hưởng hoa trái cái chết của người, bởi lẽ cái chết đó đem lại ơn giao hòa. Cái chết đó đem lại cho con người sự sống. Cái chết đó đem lại cho con người ơn cứu độ. Nếu Đức Kitô không đi vào cái chết, thì số phận con người mãi phải chết ngàn thu. Chính Đức Kitô đã đảm nhận cái chết của phận người, để tất cả những ai mang phận người phải chết đều được sống và sống viên mãn, bởi vì Đức Kitô đã chết thay cho chúng ta. Noi gương Thầy Chí Thánh, Thánh Maximiliano Maria Kolbe đã hiến dâng mạng sống của mình cho người bạn tù. Mạng sống con người là quý giá. Quý giá đến độ người ta có thể dùng tất cả để mua. Thế nhưng, một khi cần sự đánh đổi, cần sự hy sinh bởi một tình yêu cao thượng, thì mạng sống đó trở thành của lễ, mạng sống đó trở thành quà trao tặng. Thiên Chúa không tiếc con người điều chi, ngay chính con một Ngài cũng trao tặng cho con người, để bị trao nộp vào tay con người và chết nhục nhã như một phường tử tội. Thánh Maximiliano Maria Kolbe đã noi gương Thầy Chí Thánh, hiến dâng mạng sống của mình vì anh em. Việc hiến dâng mạng sống ấy là một nghĩa cử cao quý, một nghĩa cử để lại cho con người của mọi hậu thế một bài học về sự trao ban. Càng ngày, người ta càng sống ích kỷ, càng ngày, người ta càng sống chỉ nghĩ cho chính mình. Càng ngày, người ta càng ngại nói đến hai chữ hy sinh. Ngay cả là những người thân thương nhất trong một gia đình, hy sinh càng ngày càng trở nên hiếm hoi. Chính vì sự ích kỷ, chính vì người ta không ra khỏi được bản thân mình. Chính vì vậy, lời Chúa hôm nay soi chiếu vào đời sống đức tin của chúng ta. Gương sáng của Thánh Tử Đạo Maria Kolbe làm cho chúng ta bừng tỉnh. Đời sống đức tin không thể là sự ích kỷ, nhưng mãi mãi là sự ra đi và trao ban.
trao ban điều quý giá nhất là mạng sống. Xin được chúng ta nhận ra bài học quý giá này trong hành trình đức tin của mình, để chúng ta sống và trao ban những gì tốt đẹp chúng ta đón nhận từ Thiên Chúa. Và rồi, khi chúng ta đã đón nhận một cách nhưng không, chúng ta cũng biết quảng đại trao ban nhưng không vì sự sống của anh em mình. Chúng ta tạ ơn Chúa vì hồng ân sự sống chúng ta đón nhận. Tạ ơn Chúa vì những gương lành Chúa vẫn không ngừng trao ban cho chúng ta. Đặc biệt hôm nay khi chiêm ngắm hình ảnh của Thánh Tử Đạo Maria Kolbe, để chúng ta mỗi ngày biết noi gương Ngài, sống một đời sống có ý nghĩa, đời sống biết can đảm và trao ban như Chúa muốn. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì những gì Chúa trao tặng chúng con. Đặc biệt hôm nay, chúng con cảm ơn Chúa vì gương tử đạo của Thánh Maria Kolbe. Xin giúp chúng con mỗi ngày sống quảng đại hơn, biết dâng hiến đời sống của chúng con, và nhất là biết sống quảng đại hướng đến tha nhân, trao ban những gì chúng con đón nhận và giúp cho họ nhận ra tình thương của Chúa. Amen. Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu có tôn thờ, tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cây nhờ, dù gian nguy trong đời, tình con vẫn giang ngơi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta đang ở phần kết chương 17 Tin Mừng theo Thánh Matthew. Ở chương 17 này, Thánh Matthew thuật lại có hai sự kiện khởi đầu, kết thúc ra như trái ngược nhau. Bởi vì mở đầu chương 17 là cuộc hiển dung vinh quang của Chúa. Cuộc hiển dung này làm cho ba môn đệ thân tín là Phêrô, Giacôbê và Gioan phải ngây ngất. Nhưng kết thúc chương 17 là lời tiên báo cuộc khổ nạn của Thầy Giê-xu. Điều này làm cho các môn đệ rất đỗi buồn phiền. Có lẽ các môn đệ cứ muốn ở trên núi để chiêm ngưỡng vinh quang biến hình. Thế nhưng, Đức Giê-xu lại muốn các ông phải xuống núi để cùng Thầy bước vào cuộc khổ nạn. Như vậy, có một chân lý mà các môn đệ phải luôn ghi nhớ, đó là phải trải qua đau khổ mới đến được vinh quang. Trở lại với trình thuật tin mừng hôm nay, Thánh Matthew thuật lại việc Đức Giê-xu tiên báo về cuộc khổ nạn của người. Con người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ngày thứ ba, người sẽ trỗi dậy. Đây là lần thứ hai Đức Giê-xu tiên báo về cuộc khổ nạn của mình. Thánh Matthew đã ghi lại phản ứng của các môn đệ sau khi nghe nói đến cuộc thương khó của Thầy. Các ông rất đỗi buồn phiền. Không buồn phiền sao được, vì bao nhiêu kỳ vọng các ông đặt vào Thầy dường như tan biến. Khi bước theo Chúa, các ông mong rằng Chúa sẽ là người giải phóng đất nước, sẽ đưa đất nước đến chỗ an khang thịnh vượng. Và các ông tin như vậy, vì những điều Chúa nói, những việc Chúa làm đã giúp cho các ông tin như thế.
Vậy mà giờ đây, các ông lại nghe thầy sẽ bị bắt, sẽ bị nộp và rồi sẽ bị giết chết. Mặc dù có buồn và hoang mang, nhưng các môn đệ vẫn còn một tia hy vọng, bởi vì đằng sau lời loan báo thật bi đát, đó là lời khẳng định của Đức Giê-xu, ngày thứ ba người sẽ sống lại. Chính lời khẳng định đó, như nguồn sức mạnh, giúp các môn đệ vượt lên nỗi tuyệt vọng đang chiếm ngự tâm hồn của các ông, và khẳng định thêm chân lý mà Đức Giê-xu muốn các ông ghi nhớ, đó là phải bước qua đau khổ mới đạt đến vinh quang. Quý ông bà và anh chị em thân mến, gian nan thử thách, đau khổ mất mát luôn có đó trong cuộc sống chúng ta. Giống như cơn đại dịch COVID-19 vừa qua, chúng đã gây ra bao cảnh đau thương chia lìa, gây nên những nỗi hoang mang lo sợ cho con người. Rất nhiều người rơi vào cảnh hoảng loạn. Những lúc như thế, chắc hẳn nhiều người cũng dễ rơi vào tình trạng của các môn đệ khi xưa. Thế nhưng, như lời Đức Giê-xu đã nói với các ông, dù bị nộp vào tay người đời, bị giết chết, nhưng ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy, sẽ là niềm an ủi và khích lệ cho chúng ta. Quả vậy, đức tin dạy cho chúng ta biết rằng, đằng sau những gian nan thử thách, hãy luôn cậy trông vào Chúa, người đang chờ đợi chúng ta, người sẽ ban thưởng xứng đáng cho những ai một lòng trông cậy vững vàng, vì phải bước qua đau khổ mới đạt đến vinh quang. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con khám phá ra ý nghĩa của sự đau khổ và luôn biết kết hiệp với Chúa, để dẫu những gian nan thử thách, chúng con biết vững tin trông cậy Chúa sẽ ban thưởng xứng đáng cho những ai kiên trung với người. Amen. Tình con bé nhỏ hè yêu lấy chi đã đến. Tháng năm qua rồi, con chợt thấy lòng mình nhiều hờ hững. Dù đời được người yêu mến không ngơi, tình yêu Chúa. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta hỗ trợ chính phủ bằng cách trung thành nộp thuế theo phận vụ của mình. Chúng ta là những Kitô hữu, cũng hỗ trợ và giúp đỡ giáo hội về mặt tài chánh bằng nhiều cách khác nhau, chẳng hạn tiền sóc giò, tiền lễ, hay giúp dạy giáo lý, lau nhà thờ, v.v. Nhưng đối với Chúa Giê-xu, đáng lẽ ra người không phải đóng khoản thuế này cho đền thờ, vì người là con Thiên Chúa và đền thờ là đền thờ của người. Vậy mà trong bài tin mừng hôm nay, người đã đóng khoản thuế đền thờ này. Chúa Giê-xu đóng thuế này chỉ nhằm không nêu gương xấu và không gây ra cớ vấp phạm cho bất kỳ ai, chẳng hạn những người thu thuế cho đền thờ trong bài tin mừng hôm nay. Chính phủ La Mã đã áp đặt cho người Do Thái nhiều khoản thuế khác nhau, chẳng hạn thuế đất, thuế xuất nhập khẩu hàng hóa, v.v. Bên cạnh những loại thuế này, người dân phải đóng thuế hàng năm cho đền thờ. Điều này phải làm bởi vì đền thờ cần số tiền này để vận hành. Của lễ tín dâng của những người viếng thăm đền thờ thì không ổn định, và vì thế, số tiền thuế này cố định sẽ giúp nuôi sống các tư tế phục vụ đền thờ. Tất cả nam giới Do Thái trên 20 tuổi phải trả một khoản tiền hàng năm là 2 rác ma, tương đương 2 chỉ bạc, để ủng hộ việc thờ phượng Thiên Chúa trong đền thờ Jerusalem. Tục lệ này xuất phát từ sách Xuất Thành, chương 30, từ câu 11 đến câu 16. Đây không phải là điều tự nguyện, mà là bắt buộc, ngay cả đối với những người không sống ở Palestine. Việc đóng thuế đền thờ này dạy chúng ta 3 điều. Thứ nhất, đóng thuế đền thờ giúp chúng ta duy trì đền thờ hoặc giáo hội, nhưng nó cũng có một mục đích sâu xa hơn. Việc nộp thuế này có nghĩa là phải phục tùng một quyền bính cao hơn, đó là Thiên Chúa. Như chúng ta biết, đối với người Do Thái, ngôi đền là hiện thân của sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa họ. Vì lý do này, thuế đền thờ được coi là hành động tôn trọng và công bằng đối với quyền bính của Thiên Chúa. Ngoài ra, đền thờ không chỉ là ngôi nhà của Chúa Cha, mà trên bình diện tâm linh, nó cũng là thân thể của Chúa Kitô. Ngày nay, giáo hội tượng trưng cho đền thờ mới được sinh ra từ máu Chúa Kitô. Vì lý do này, Thánh Phaolô thúc giục chúng ta yêu mến giáo hội. Chúa Giê-xu trả thuế đền thờ không phải vì nghĩa vụ, mà vì tình yêu. Thứ hai là để tránh tai tiếng. Khi nộp thuế đền thờ, Chúa Giê-xu dạy các môn đệ một bài học rất quan trọng, đó là tránh những gì có thể gây cớ vấp phạm cho người khác. Chúa Giê-xu biết rằng nếu Ngài không trả thuế, thì điều đó có thể được hiểu là dấu hiệu của sự thiếu tôn trọng đối với Thiên Chúa. Có nhiều điều chúng ta làm không sai, nhưng lại dễ gây tai tiếng cho người khác. Nhân đức bác ái mời gọi chúng ta luôn cố gắng soi sáng người khác bằng gương sáng của mình. Thứ ba là chúng ta phải làm việc chăm chỉ. Chúng ta phải làm việc chăm chỉ và không chờ đợi một phép lạ, bởi vì chúng ta có những khoản nợ phải trả, những khoản thuế phải đóng. Chúng ta đừng chỉ cầu nguyện lần chuỗi mân côi mà thôi, hay làm tuần cửu nhật và cầu xin một phép lạ để chúng ta có thể trả nợ. Nhưng chúng ta hãy ra công làm việc chăm chỉ để đóng những khoản thuế đó. Lạy Chúa, xin cho chúng con không chỉ biết chu toàn bổn phận của một người công dân, mà còn nỗ lực thi hành các nghĩa vụ của một người Kitô hữu đối với giáo hội. Đó là luôn biết góp phần cả vật chất lẫn tinh thần để xây dựng xã hội và giáo hội. Amen. Thánh Di Chúa trong giây phút này là tất cả bổn phận của con, là liên lạc.
Chúa hay chối Chúa là gì? Ông bà và anh chị em thân mến. Đoạn trích tin mừng chúng ta vừa nghe xảy ra sau khi Đức Giê-xu chữa một người quỷ ám làm cho bị kinh phong và Ngài cùng các môn đệ đi tới miền Ca-phác-na-um. Trên đường đi, Đức Giê-xu một lần nữa nói cho các môn đệ biết về cuộc thương khó mà Ngài sẽ phải trải qua một cách rõ ràng để thi hành thánh ý Chúa Cha. Hẳn là các môn đệ ít nhiều đã hiểu những gì thầy mình nói, nên các ông mới tỏ ra buồn bã như thánh sử Matthew mô tả. Quả vậy, trong cuộc đời và sứ vụ của mình, cùng với những gì đã nói và đã làm, Đức Giê-xu đều cho các môn đệ thấy và biết được con đường cứu chuộc của Thiên Chúa nơi bản thân của Ngài. Đồng thời, Ngài cũng mời gọi các môn đệ hãy bước theo con đường tự hạ yêu thương mà Ngài đã đi đến tận cùng vì nhân loại. Đoạn tiếp theo của bài tin mừng chính là sự minh chứng cho sự khiêm hạ và yêu thương đó của con Thiên Chúa làm người. Đó là việc Đức Giê-xu tuân thủ việc đóng thuế cho đền thờ. Chúng ta biết, thời ấy, theo luật người Do Thái, mỗi nam công dân, kể cả những người sống ngoài đất thánh, mỗi năm một lần phải đóng thuế với số tiền tương đương 2 ngày làm công, với mục đích chính đáng là lo chi phí cho việc thờ phượng như biểu hiện của việc thừa nhận Gia-vê là chủ tể của dân Israel. Những trao đổi giữa Đức Giê-xu và ông Phê-rô, Đức Giê-xu muốn nói cho mọi người biết rằng Ngài chính là con Thiên Chúa, Đấng là chủ đền thờ, mà nếu đã là chủ thì cớ chi phải nộp thứ thuế ấy. Đây cũng là cách thức mà Đức Giê-xu gián tiếp cho mọi người nhận thấy rằng từ nay sẽ chấm dứt chế độ phụng thờ cũ của đền thờ Jerusalem mà hãy tập trung vào nền phụng tự mới, đó là chính bản thân của Ngài. Dù vậy, Đức Giê-xu vẫn trung tín với con đường khiêm cung mà Thiên Chúa Cha đã định
và như Thánh sử Matthew tường thuật, Đức Giêsu đã thực hiện phép lạ với số tiền vừa đủ để đóng thuế cho bản thân Ngài và ông Phêrô. Như vậy, quý ông bà và anh chị em thân mến, với những diễn tiến của xã hội tục hóa ngày nay trên nhiều bình diện văn hóa, xã hội và cả tôn giáo nữa, hơn lúc nào hết, việc chu toàn lề luật của một công dân, của một tín hữu Kitô quả là đầy cam go, đầy thách đố. Thế nhưng, với cách hành xử của Đức Giêsu, như trích đoạn tin mừng hôm nay thuật lại, người tín hữu Kitô có được những tiêu chuẩn rõ ràng. Đó là trong những hành xử hàng ngày, không những cần phải có công bằng, đúng luật định, mà phải đi xa hơn nữa. Đó là thực hiện với lòng bác ái, với tình yêu thương. Quả vậy, thực tế cuộc sống quanh chúng ta có rất nhiều tình huống để người tín hữu có thể làm chứng cho tin mừng của Đức Giêsu. Điều quan trọng là chúng ta có dám bước theo con đường của Đức Giêsu hay không mà thôi. Đứng trước một sự việc, không những người tín hữu Kitô tự hỏi, đây có phải là điều buộc tôi phải làm hay không, mà còn cần đi sâu vào trọng tâm giáo huấn của Đức Giêsu. Đó là, với tình yêu mà Thiên Chúa dành cho tôi, thì tôi phải hành xử như thế nào với anh chị em xung quanh tôi để đáp lại tình thương Thiên Chúa đã yêu thương tôi đây? Đó là câu hỏi mà luôn cần mỗi tín hữu trả lời và thực hiện trong những sinh hoạt thường ngày, trong bổn phận công dân cũng như là người tín hữu Công giáo. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết suy gẫm và dẫn bước thực hành giáo huấn của Ngài, để chúng con có thể xứng đáng trở thành môn đệ đích thực của Chúa. Amen. Kiếm tìm tình đó giữa chốn trần ai, con bao tháng ngày miệt mài tìm đâu chẳng thấy, con đang kiếm tìm nơi chốn nào tình yêu sẽ lấp đầy cho trái tim này từng ngày băn khoăn. Dấu vết tình yêu nhưng đâu mấy người có được tình yêu bền vững nơi dương thế này, qua bao tháng ngày tình yêu cay đắng hoài đâu có mấy người cuộc tình êm say.
Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Maximiliano Kolbe. Dạy con phải sống khôn ngoan, nhưng Chúa dạy con phải sống thật thà. Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa, người đời dạy con tin vào quyền lực, nhưng Chúa dạy con tin vào tình thương. Ôi kỳ dị thay con Chúa trời, xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 17 từ câu 22 đến câu 27. Khi thầy trò tụ họp ở miền Galilê, Đức Giêsu nói với các ông: Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Họ sẽ giết chết người, và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Các môn đệ buồn phiền lắm. Khi thầy trò tới Capernaum, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phêrô: Thầy các ông không nộp thuế sao? Ông đáp: Có chứ. Ông về tới nhà, Đức Giêsu hỏi đón ông: Anh Simon, anh nghĩ sao? Vua Chúa trần gian bắt ai đóng sưu thuế? Con cái mình hay người ngoài? Ông Phêrô đáp: Thưa người ngoài. Đức Giêsu liền bảo: Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu. Con cá nào câu được trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan. Anh lấy tiền ấy nộp thuế cho họ, phần của thầy và phần của anh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau khi chữa lành một đứa trẻ bị quỷ ám, Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về Capernaum. Đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe kể lại việc Chúa Giêsu tiên báo về cuộc thương khó lần thứ hai của người. Con người sắp bị nộp vào tay người đời, người sẽ bị giết chết và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Với lần tiên báo này, có lẽ các môn đệ đã hiểu phần nào mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của thầy mình, nên thái độ của các ông đầy buồn phiền. Ngoài ra, trích tin mừng còn kể thêm việc Chúa Giêsu chấp nhận nộp thuế cho đền thờ như bao người khác để dạy cho các môn đệ biết thích ứng vào hoàn cảnh cụ thể trong cuộc sống. Trong hành trình rao giảng, Chúa Giêsu nhận thấy các môn đệ khi đi theo mình, họ đang hy vọng vào những lợi ích vinh quang trần thế. Vì vậy, Chúa Giêsu đã nhiều lần loan báo cho các ông biết cái chết và cuộc phục sinh của Ngài. Với việc loan báo này, Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ của Ngài thấy rằng, để đạt tới vinh quang cứu độ thì phải trải qua khổ hình thập giá. Để chiếm được nước trời, phải gắn liền với sự hy sinh của một tình yêu nhân không. Cho nên trong cuộc sống, chúng ta luôn học biết lấy vinh quang của Chúa Kitô là vinh quang của sự cứu độ
của tình yêu không bờ bến dành cho nhân loại mà đối xử với người khác và yêu thương người khác như Chúa đã yêu thương. Để có thể thực hiện được điều này, người môn đệ cần chu toàn bổn phận của một người sống trong môi trường và hoàn cảnh như mọi người, như Chúa Giê-xu đã nên giống con người mọi sự, ngoại trừ tội lỗi. Do đó, Thánh Mát-thêu kể tiếp việc Chúa Giê-xu chấp nhận nộp thuế cho đền thờ, ngoài chuyện khỏi phải gai mắt những người thu thuế cho đền thờ, thì Chúa cũng dạy cho các môn đệ biết thích nghi với hoàn cảnh sống. Hôm nay, hiệp cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Maximiliano Kolbe. Một con người bình dị đã tìm kiếm vinh quang của Đức Kitô bằng cuộc đời hòa tan cho tha nhân, đã gắn kết đời mình với thập giá Chúa Kitô. Cuộc đời của thánh nhân liên kết chặt chẽ với sự khổ nạn của Chúa Giê-xu. Nếu vinh quang của Thầy Giê-xu là chặng đường khổ nạn qua việc lãnh nhận cái chết trên thập giá, thì Thánh Maximiliano Kolbe, người môn đệ trung tín, đã bước theo Thầy qua việc cứu mạng sống cho một bạn tù vì hạnh phúc của anh ta, của vợ và của các con anh ta. Đây là tình yêu nhưng không qua sự hy sinh cao cả như Chúa đã mời gọi. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã dạy chúng con không có tình yêu nào cao quý bằng tình yêu của người thí mạng sống vì người mình yêu. Thánh Maximiliano Kolbe đã sống và đã thực hiện điều đó trong hoàn cảnh cụ thể của chính cuộc đời mình. Nhờ lời thánh nhân nguyện giúp cầu thay, xin Chúa cho chúng con biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị nước trời trong những bổn phận trần thế và thực hiện hành động yêu thương từ những hy sinh nhỏ bé trong đời sống hàng ngày. Amen. Người đời dạy con nắm giữ thật chặt, nhưng Chúa dạy con phát hết cho người. Ôi kỳ dị thay, đời sống con Chúa. Người đời dạy con sẵn sàng dừng lại, nhưng Chúa dạy con sẵn sàng mà đi. Ôi kỳ dị thay, đời con Chúa chờ. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Dạy con sống vì hiện tại, nhưng Chúa dạy con sống vì ngày mai. Ôi kỳ dị thay, đời con Chúa chờ. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều.